Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây chiều nay. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật. Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là việc đeo khẩu trang. Nó là một vật bất ly thân luôn á, lúc nào cũng gắn bó với mình hết suốt. Chỉ có ăn là mình tháo ra thôi, không có khó chịu gì mấy. Và nhà thiết kế trẻ và ước mơ lan tỏa cổ phục Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 12 là ngày Thế giới phòng chống AIDS. Mặc dù ngành y học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc điều trị bệnh AIDS, nhưng tình trạng kỳ thị người có HIV/AIDS vẫn còn. Nhiều cá nhân và tổ chức hiện đang chung tay thực hiện những nỗ lực truyền thông nhằm xóa bỏ sự kỳ thị đối với người có HIV/AIDS. Chiến dịch 1.000 nụ cười này đang xóa nhòa phân cách phân biệt giữa người bệnh và cộng đồng. Chương trình thu hút nhiều người tham gia gửi ảnh, trong đó khá nhiều người nổi tiếng và những người gắn bó với công việc tư vấn hỗ trợ cộng đồng hàng chục năm qua. Đến với phòng khám chúng tôi thì khi đầu tiên là gặp cái cô tư vấn là cảm thấy một nụ cười trên môi, một sự thân thương, một sự trìu mến và sự gần gũi với các bạn thì các bạn sẽ giảm bớt những cô đơn. Tất cả những cái sự đóng góp của các cái nhóm cộng đồng này nó đã tạo nên một bức tranh rất là khác, đặc biệt là có những cái em nhiễm HIV nhưng mà sau khi được điều trị có sức khỏe, các em đóng góp rất là tích cực và trở thành những cái nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông là nguồn động viên mạnh mẽ để những người trong cộng đồng nhiễm HIV hỗ trợ giúp đỡ những thành viên khác tiếp cận dịch vụ điều trị và có được thẻ bảo hiểm y tế. Điều này cũng giúp người nhiễm HIV có thể được sống và được hòa nhập như những người bình thường khác. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã tiến hành các biện pháp phong tỏa, khử khuẩn và cách ly ngay các trường hợp tiếp xúc F1 và F2, ghi nhận tại địa phương nơi bệnh nhân sinh sống. Qua truy vết, xác định ban đầu những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 gồm 146 người tại nhà quận 6, hai trung tâm Anh ngữ, quán cà phê, karaoke tại quận 10, Tân Bình, Bình Tân. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra COVID-19 đang chờ kết quả. Sau khi điều tra tất cả những ca tiếp xúc gần F1 đó, những cái người có địa chỉ ở cư trú ở quận 10 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Và những cái trường hợp mà còn lại đó thì trung tâm y tế quận 10 cũng đã chuyển gửi về cái trung tâm y tế của các quận huyện. Hôm nay, hơn 2.000 học sinh trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ, quận 6 phải nghỉ học vì có cô giáo thuộc diện F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Hẻm 106 Bình Tiên, quận 6, nơi ở của bệnh nhân 1347 đều phong tỏa nghiêm ngặt. Quận cũng cung cấp lương thực giúp người dân trong hẻm ổn định cuộc sống. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân để tiếp tục tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan lơ là trong việc đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, theo thông điệp 5K, đó là khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thực tế, người dân đã tuân thủ tương đối tốt các khuyến cáo này. Nhiều tiểu thương tại các chợ trung tâm thành phố cho biết, việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 đã trở thành thói quen hàng ngày. Người dân khi đến mua sắm đã quen với việc đeo khẩu trang nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trong việc phòng chống dịch. Nó là một vật bất ly thân luôn, lúc nào cũng gắn bó với mình hết suốt. Chỉ có ăn là mình tháo ra thôi, không có khó chịu gì mấy. Đeo khẩu trang thì một việc tốt, thành ra là mọi người cũng nên đeo để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mình. Thường xuyên đi nhắc nhở và coi như là tuyệt đối không cho những người khách vào chợ mà không có khẩu trang, và đồng thời chị em tiểu thương kinh doanh tại chợ thì coi như là buộc chị em phải đeo khẩu trang thường xuyên mỗi ngày. Tại bến xe khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, người dân vẫn tuân thủ việc sát khuẩn, đeo khẩu trang khi di chuyển. Phòng chống dịch cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân tại khói bụi thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến sức khỏe. Phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã triển khai các giải pháp quyết liệt. Nhưng ý thức, tinh thần, trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện những giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Thưa
Thưa quý vị, tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa là quốc lộ 26 tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, mặt đường bị sụp và đứt gãy vào tối qua và rạng sáng nay, có chỗ thành vực sâu đến 10 mét. Vị trí sạt lở mới này nằm ngay gần sát sạt lở xảy ra vào chiều qua. Sáng nay, lực lượng chức năng tìm phương án để khắc phục sự cố sạt lở, sụp đổ nghiêm trọng trên quốc lộ 26. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn phương tiện giao thông quay đầu. Vào lúc 21 giờ đêm qua, tại cây số 53+400 quốc lộ 26, đoạn qua đèo Mờ Rắc, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra sạt lở, sụp lún một đoạn dài 50m, sâu 10m, rộng 12m, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối Đắk Lắk, Khánh Hòa. Chiều ngày 30 tháng 11, tại km 54+350 quốc lộ 26, đoạn qua xã Cư Mờ Ta, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng khoảng 80 mét hộ lan mềm. Mưa lũ tại Lâm Đồng đang gây thiệt hại cho nhiều bà con trồng rau ven sông. Riêng về việc tìm kiếm hai nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích ở Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, trưa nay lực lượng cứu hộ tại suối Long Lanh, xã Đạ Chai đã tìm được tử thi chị Lê Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992, một trong hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trưa ngày 29 tháng 11. Tiếp tục cập nhật về vụ việc nhóm du khách tham gia tour khám phá núi rừng do vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà tổ chức bị lũ cuốn. Sáng ngày 29 tháng 11, khi nhóm này qua cầu treo dân sinh suối Ca Long Lanh, xã Đạ Chai thì lũ ập về, làm sập cầu treo và cuốn trôi 4 du khách. Hai người trong nhóm này may mắn bám được vào cành cây, trèo lên ngọn cố thủ và đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Hai người còn lại mất tích. Được biết, 4 người gặp nạn nằm trong nhóm du khách 64 người tham gia tour này. Tới ngày 30 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy giỏ sách của nạn nhân cách nơi cầu sập hơn 1 km. Trước đó, từ đêm 28 tháng 11, trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có mưa lớn, khiến mực nước sông suối dâng cao. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại. Tại huyện Đơn Dương, theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương cho thấy, có hơn 355 hectare rau màu ven sông Đa Nhiêm bị ngập nặng do mưa lớn và các đập xả lũ trong những ngày qua. Hiện đã có ít nhất 355 hectare rau màu ven sông Đa Nhiêm bị ngập úng cục bộ, hay đường dân sinh bị hư hỏng. Các loại rau màu thiệt hại chủ yếu là rau ngắn ngày như xà lách, bắp su, bí ngòi và bắp. Theo người dân ven sông Đa Nhiêm, thì hồ Đơn Dương xả lũ 800 mét khối một giây là đợt xả lũ lớn nhất trong 4 năm qua. Hầu hết rau màu trồng ở bãi bồi ven sông Đa Nhiêm đều bị ngập úng. Ở phần thế giới cập nhật, trời nóng, gấu koala tìm mọi cách giải khát và giải nhiệt. Và nhiều ý tưởng mới trang hoàng đón Giáng sinh ở New York. Thưa quý vị, mới đây một chủ nông trại ở Australia đã ghi hình một con gấu koala giải khát bằng cách là uống nước từ vòi phun nước tưới cây, thậm chí là còn giải nóng bằng cách ngồi lên trên vòi phun. Đối với nhiều người, hình ảnh này có lẽ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, nhưng chủ nhân đoạn video này cho biết đây là một hành động rất bất thường đối với một con gấu koala. Christine Tully, người ghi hình cho biết cô đã sống ở đây 10 năm và rất hiếm khi chứng kiến cảnh tượng này. Và có lẽ con gấu koala này đã có tuổi. Australia đang trải qua một đợt sóng nhiệt kéo dài 5-6 ngày, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi tăng cao. Nhiệt độ tại bang Queensland được dự báo sẽ lên đến 40 độ C trong 2 ngày tới. Các lệnh cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng cũng đã được ban bố ở vùng đông nam Queensland, trong khi lệnh cấm đốt lửa đã được ban hành ở New South Wales. Năm ngoái, các đám cháy rừng lớn kéo dài do mùa hè nóng hơn và dài hơn đã cướp đi sinh mạng của 33 người và khoảng 1 tỷ động vật trên khắp Australia, cũng như thiêu rụi gần 12 triệu hecta đất. Lễ Giáng sinh đang đến gần cũng là lúc các cửa hàng ở thành phố New York, Mỹ được trang hoàng lộng lẫy chào mừng dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Nếu như mọi năm ông già Noel, con tuần lộc hay là người tuyết là nguồn cảm hứng cho cách bài trí tại đây, thì năm nay đại dịch COVID-19 trở thành một trong những chủ đề chính. Trong thông điệp được thể hiện bằng 16 ngôn ngữ khác nhau, siêu thị Macy gửi lời tri ân đến các nhà hoạt động và những người làm trong các ngành nghề thiết yếu. Những khung cửa sổ này được thiết kế mang tính tương tác, cho phép khách hàng tự tạo thông điệp riêng và ghi âm tiếng vỗ tay của họ. Quản lý cửa hàng cho biết đây cũng là một cách để tôn vinh những người có tinh thần lạc quan trong một năm nhiều biến động này. Trong khi đó, những hoạt cảnh Giáng sinh đẹp mắt tại trung tâm thương mại Bloomingdale là do các nhà thiết kế trang phục nhạc kịch Broadway
và các họa sĩ địa phương tạo nên. Họ là những người bị mất việc hoặc đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điểm mới của gian hàng trang trí năm nay ở Bloomingdale's là khách hàng có thể trải nghiệm mùi hương gỗ thông phát ra từ khung cửa kính, tăng phần thú vị cho những bài trí của họ. Và nếu có dịp đi qua cửa hàng bán lẻ cao cấp Bergdorf Goodman, người qua đường có thể bắt gặp những thông điệp như Love, tình yêu, Equality, bình đẳng, như muốn nhắc nhở mọi người rằng quanh ta vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Hãng tin AFP mới đây vừa thực hiện một phóng sự về một chàng trai trẻ ở Việt Nam tên là Nguyễn Đức Lộc, đam mê phỏng dựng cổ phục với ước mơ lan tỏa văn hóa truyền thống ở xã hội hiện đại. Đây là những bộ cổ phục do nhà anh Nguyễn Đức Lộc phỏng dựng. Nhà thiết kế trẻ tin rằng cổ phục có thể hồi sinh ở thời kỳ hiện đại. Năm 2018, Lộc cùng các cộng sự thành lập Ỷ Vân Hiên. Tôn chỉ hoạt động của công ty là nghiên cứu phục dựng trang phục truyền thống. Mục đích của chúng tôi chính là làm thế nào để khôi phục lại và đưa những cái giá trị cổ phục nó trở lại với đời sống với đúng cái vị thế của nó. Và cái đối tượng mà chúng tôi hướng đến là giới trẻ, là những người có những cái tư duy mới. Nhiều bạn trẻ đã quan tâm tới các sản phẩm do Lộc thiết kế. Mình cảm thấy là đây là những cái bộ trang phục như thế này mang lại cho mình những cái vẻ đẹp truyền thống của người Việt Nam, đồng thời là nó cũng là một những cái nét văn hóa của người Việt. Ngoài ra, Lộc cùng các cộng sự còn nghiên cứu phục dựng các mẫu phụ kiện như mũ mão, hy hài, trang sức. Chúng đều được phỏng dựng theo nghiên cứu của các chuyên gia cố vấn và được thực hiện bởi các thợ thủ công lành nghề. Ở phần an ninh trật tự, 10 xưởng gỗ bị thiêu rụi vì gió to sáng nay. Và phát hiện lô thuốc tân dược nhập lậu qua biên giới An Giang. Hỏa hoạn từ một xưởng gỗ ban đầu đã lan sang 10 xưởng kế cận. Vụ việc xảy ra ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào sáng nay ngày 1 tháng 12 khiến cho cả khu phố phải di tản. Vào lúc 9 giờ, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một xưởng gỗ rộng khoảng 200m2 ở xã Hữu Bằng. Gió thổi mạnh đưa lửa lan sang các xưởng bên cạnh, cột khói đen bao trùm diện tích cả ngàn mét vuông. Do là làng nghề truyền thống, các xưởng nằm kế nhau nên lửa nhanh chóng lan sang 10 xưởng gỗ kế cận. Hàng chục cảnh sát cùng 5 xe cứu hỏa đã đến dập lửa. Hơn 2 tiếng sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng nhiều xưởng gỗ đổ sập, nhiều đồ gỗ, thiết bị máy móc bị thiêu rụi. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trưa nay, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một nam sinh rơi từ sân thượng xuống đất tử vong. Vụ việc xảy ra trong trường cao đẳng công nghệ Đồng An. Khoảng 8 giờ sáng, các sinh viên phát hiện một nam sinh rơi từ trên sân thượng của tòa nhà cao 4 tầng xuống đất và tử vong. Nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Quốc Thịnh, 16 tuổi, quê Trảng Bom. Em Thịnh là học sinh một trường trung học phổ thông tại thành phố Dĩ An và đang theo học một lớp dạy nghề tại trường cao đẳng công nghệ Đồng An. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, một cụ ông đã lao xe máy vào đầu xe buýt sau khi tông vào một người băng qua đường. Theo người dân ở hiện trường, khoảng 8 giờ sáng nay, cụ ông chưa rõ tên tuổi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh. Khi đến đoạn gần ngã ba với đường Tam Đa, phường Trường Thạnh thì tông vào nam thanh niên đang đi bộ qua đường. Sau tai nạn, xe máy lao qua làn đường ngược lại, tông thẳng vào xe buýt số 88. Tai nạn khiến cụ ông bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 2. Lực lượng chức năng đã đến điều tiết hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Vào khoảng 10 giờ trưa nay, một chiếc xe container đã lật ngang giữa đường khi đi vào một khúc cua gắt ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người dân phải phá cửa để cứu tài xế. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo người dân ở hiện trường, khi vào khúc cua gắt trên đường Nguyễn Thị Tươi, tài xế không làm chủ được tay lái khiến xe bị lật ngang đường. Người dân đã cùng nhau cậy cửa xe, đưa tài xế bị thương nhẹ ra ngoài. Thùng hàng container nặng hàng chục tấn bị lật ngang, rơi ra khỏi giá đỡ, cày nát mặt đường. Đầu xe container bị hư hỏng nặng. Người dân cho hay khu vực trên thường xuyên xảy ra tai nạn do đoạn cua gắt. Tài xế không thông thạo địa hình thì rất dễ dẫn đến tai nạn. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường DT760, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Năm thanh niên điều khiển xe máy tông vào đuôi xe máy cày, bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng, Nguyễn Nhật Trường, ngụ huyện Bù Đăng, điều khiển xe máy trên đường DT760 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Do không chú ý quan sát, Trường tông trực diện xe máy vào đuôi một xe máy cày đang bị nổ lốp dừng bên đường. Sau cú tông mạnh, anh Trường bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông công an huyện Bù Đăng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt giữ nhiều thuốc tân dược nhập lậu trị giá khoảng 260 triệu đồng. Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới thường lệ, ngày 30 tháng 11, lực lượng liên ngành chống buôn lậu thuộc tổ Châu Đốc phát hiện đối tượng chạy xe máy chở theo thùng hàng có biểu hiện nghi vấn. Khi ra hiệu lệnh ngừng xe tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, thì đối tượng tăng ga bỏ chạy. Khi thấy lực lượng chức năng tiến hành truy bắt, đối tượng bỏ xe và số hàng. Tên này nhanh chân vứt xe và hàng chạy thoát. Cơ quan chức năng đã kiểm đếm tang vật gồm 2.400 bịch thuốc dán hiệu con hổ, 480 hộp tân dược có nhãn hiệu nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 260 triệu đồng. Lực lượng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật để điều tra. Phần thông tin cập nhật, chiều nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác nhận có thêm 2 ca nhiễm trong cộng đồng từ bệnh nhân 1347 tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương. Như vậy, Việt Nam đã có 1351 ca mắc COVID-19. Tính đến 18 giờ chiều nay, số ca nhiễm đã sát mốc 63.690.000. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sẽ làm mọi cách để giải đáp thắc mắc về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 11 cho biết sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tìm nguồn gốc loài động vật gây COVID-19 và khẳng định sự hiểu biết này rất quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Tình hình dịch bệnh tại Mexico đáng lo ngại khi số ca nhiễm và tử vong tăng và có thể diễn biến xấu hơn cho đến tháng 1 năm sau. Hiện số ca tử vong tại quốc gia Bắc Mỹ này đang đứng thứ tư thế giới với 105.900 ca. Nhiều bệnh viện hiện quá tải vì bệnh nhân COVID-19. Theo Reuters, chuyến bay bong bóng du lịch hàng không đầu tiên giữa Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đã bị hoãn sang năm sau. Lý do là số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại đặc khu Hồng Kông. Chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ nghi can táo tợn xông vào ngân hàng tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa vào tối ngày 26 tháng 11. Nghi can được xác định tên là Mai Xuân Bình, sinh năm 1999, thường trú tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bình bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra hiện trường vụ cướp tại phòng giao dịch Agribank ở địa chỉ số 2106, quốc lộ 1K, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực và lần theo dấu vết nghi can. Sau đó, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an mở rộng khoanh vùng xác định đối tượng. Đến 16 giờ ngày hôm nay, 1 tháng 12, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Mai Xuân Bình khi đối tượng đang lẫn trốn tại một căn nhà ở hẻm 420 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mai Xuân Bình được xem là nghi can chính vụ cướp ngân hàng chiều ngày 26 tháng 11 năm 2020 ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa. Bình đội nón bảo hiểm, mang ba lô và bịch khẩu trang màu đen. Khi đến bàn giao dịch thì rút từ trong ba lô ra hai vật màu đen nghi giống như quả lựu đạn, uy hiếp cướp tiền. Tuy nhiên, chưa cướp được thì đối tượng nhảy ra ngoài tẩu thoát. Công an đang mở rộng điều tra vụ án. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.